Tình hình thời tiết đang có rất nhiều thay đổi. Nếu như miền Bắc sau 3 ngày mưa ngập lối về, thì ngay sau đó là những đợt nắng nóng oi bức lại khiến nhiều người vô cùng khó chịu. Dự báo miền Bắc đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12 tháng 6. Cụ thể trong ngày 7 tháng 6, cả ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đều có mưa rào và dông vài nơi. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng Hà Nội cục bộ có mưa vừa mưa to, còn Đà Nẵng ngày vẫn có nắng nóng. Đến ngày 8 tháng 6 ở vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và dông cục bộ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ. Từ đêm nay mùng 6 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Từ đêm mùng 7 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trung tâm đưa ra cảnh báo, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trụng thấp. Riêng khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 11 tháng 6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp độ 1. Hy vọng với những dự báo chi tiết liên quan đến các vùng, địa phương các bạn có thể tự sắp xếp công việc và giờ giấc sinh hoạt thật hợp lý. Và đừng quên mang theo một chiếc áo mưa hoặc ô, dù. Vì cô nàng thời tiết rất dễ động đảnh trong những tháng vào hạ các bạn nha những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và bình an đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi nhé còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo